Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Apps. Đây mình gần dạo gần đây thì nó nổi lên giống như là một vị thần đi map vậy các bạn. Và rất 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 nhiều bạn đã chọn đây mình là carry chính để đi map gánh tem. Thì quyết định này là quyết định rất đúng đắn các bạn, không có sai lầm đâu. Hiện tại đây mình đang là một con tướng clear map tốt nhất của AFK Arena dành cho các bạn chơi giai đoạn đầu game và kể cả giữa game và late game các bạn. Rồi, vậy các bạn đã có Diamond là carry chính. Vậy các bạn xây dựng những con khác xung quanh Diamond như thế nào các bạn? Thì nhiều bạn thì vẫn còn loay hoay không biết mình cần xây dựng chính xác những con gì xung quanh Diamond để đi map. Thì hôm nay mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn những vị tướng xoay quanh Diamond mà các bạn có thể chơi để đi map nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói nhiều hơn về giai đoạn đầu game để các bạn dễ chơi. Thì các bạn hãy xây dựng đội hình theo nguyên tắc sau, đó là carry tank tanker cộng support. Ok, bất kể đội hình nào bạn xây, bạn không cần xây trên nguyên tắc đó, carry tanker cộng support. Vào late game thì có những đội hình khác thì mình có thể bỏ qua nguyên tắc này, nhưng mà đầu game thì các bạn cần như vậy. Và nguyên tắc khi các bạn chơi đây mình đơn giản lắm các bạn. Các bạn chơi Diamond thì cần thiết, nói chung là Diamond cần phải được sống càng lâu trong combat càng tốt. Tại vì Diamond sống càng lâu thì nó nổ càng nhiều, rút máu địch càng nhiều thì sẽ kết liễu được team địch. Còn Diamond mà chết trước thì coi như xong. Do đó các bạn xây team Diamond thì các bạn cần lưu ý là dồn hết cho Diamond nha, boost hết tất cả những gì tốt nhất cho nó, kể cả ship, nội thất và trang bị. Rồi, đó là điều thứ nhất. Thì thứ hai là những vị tướng xoay quanh đây mình thì có khả năng câu kéo thời gian để cho đây mình có thể sống và tiếp tục ôn tiêu và rút máu địch. Đầu tiên thì mình sẽ đến với dàn tăng cơ trước các bạn. Về dàn tăng cơ thì những vị tướng mà đầu game mình có thể kiếm để ghép chung với đây mình ví dụ trước một bạn bạn Lucius. Ok, một vị tăng cơ khá ổn. Kế tiếp là bạn Thoran. Nữa là bạn sư các bạn. Tiếp đến các bạn có thể dùng tăng cơ là Isaac. Rồi, trên đây là một số vị tăng cơ khá khỏe đầu game mà bạn có thể dùng để ghép với Diamond. Về late game thì bạn có thể dùng Thoran, Isaac hoặc là sư. Sư có cái nội tại bất tử khá hợp với Diamond các bạn. Nó sẽ tăng cho Diamond được một lúc để Diamond có thể nổ vào bootkin. Đây là về dàn tăng cơ các bạn có thể ghép chung với Diamond. Ngoài ra thì có một bạn đi chung với Diamond rất 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 là hợp, nhưng mà bạn này thì đối với những người mới chơi thì chắc là hơi khó, tại vì sự kiện đổi bạn này thì nó ra lâu rồi, đó chính là Assassin Ezio. Đi chung với Diamond là rất hợp luôn các bạn. Cơ bản với Diamond nó có skill rút máu bất khiên. Khi nó rút máu thì nó rút rất full địch mà rất dễ là kéo máu địch xuống ngưỡng thành hình của Ezio để cho Ezio kết liễu. Và điểm yếu của Diamond là nó rút được máu nhưng mà nó kết liễu không tốt các bạn. Bởi vậy thời gian giao tranh nó hơi lâu. Còn nếu có Ezio thì nó kết liễu trận đấu sớm hơn. Bạn nào không có Ezio thì là một sự đáng tiếc nhẹ các bạn. Nhưng mà bạn cũng có thể bỏ qua. Rồi, đối với giai đoạn đầu game thì các bạn có thể chơi nguyên cả gia đình Diamond. Đây, Diamond C và con Niru. Đây mình xây Niru. Ngoài các vị tướng tăng cơ đem phụ như Ezio thì mình còn có một dàn support để có thể đi chung với đây mình các bạn. Cơ bản support thì nó chịu trách nhiệm là bút máu và câu kéo thời gian, bút mana cho đây mình nổ thôi các bạn. Nguyên tắc hoạt động team này thì như lúc đầu mình nói chỉ là câu kéo thời gian cho đây mình nổ rút máu địch. Còn nếu có Ezio thì quá tốt, nó sẽ chịu trách nhiệm kết liễu team địch một cách nhanh nhất. Rồi, dàn support của mình cần có để đi chung với đây mình đó là bướm này các bạn. Chúng ta có bướm, chúng ta có Rowan, vị tướng hệ sát sắp ra Sylas rất hợp luôn. Ngoài ra thì bạn có thể dùng phượng đó các bạn có thể dùng thêm phượng để câu kéo thời gian và bút máu liên tục cho Diamond. Ngoài ra chúng ta còn có một vài vị tướng tình huống khác mình có thể bỏ vào team, ví dụ như Nara hệ sát
chơi full là sát luôn các bạn. Nara thì mình sẽ là vị tướng tình huống kéo carry địch về, hoặc là Phi vị tướng dùng để rút máu rút mana địch, vị tướng dùng để rút máu rút mana địch và gây CC ức chế rất là khó chịu các bạn. Và ngoài những con này thì theo các bạn còn những vị tướng nào khác có thể kết hợp với Diamond? Nói chung thì mình có thể kết hợp thêm một vài vị tướng khác, ví dụ như là support song sinh các bạn. Song sinh cũng là một lựa chọn. Song sinh nè, rồi ngoài ra thì còn một số vị tăng khác đầu game, nếu các bạn thiếu các bạn có thể dùng, ví dụ như là con support khác, ví dụ như con già hệ cây nè. Rồi à, ngoài ra còn một vị support khác khá khá là hợp với team Diamond, chính là con Odin. Ngoài còn một support khác khá là hợp với team này các bạn, đó là Odin. Mình sẽ bỏ thêm Odin vào, khá là thiếu sót nếu chúng ta không bỏ Odin các bạn. Ok, sẽ rất là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua anh chàng Odin này. Cho Odin chúng ta qua bên đây các bạn. Ok, ý tay của con si đang làm gì vậy các bạn? Ý vô tình các bạn, chứ kỳ vậy. Rồi ok, cần có thêm bạn Odin trong tem nữa, quá đẹp, tem Diamond Cup. Và tem này hiện tại theo mình thấy đang mạnh nhất các bạn là các bạn dùng Diamond Isaac Phượng Ezio Rowan và bướm các bạn, bướm hoặc là sư. Team này là một team rất mạnh luôn. Nói chung là bạn chỉ cần câu kéo thời gian cho đây mình rút máu địch là đây mình sẽ làm hết. Một số bạn đang bị kẹt map á, bạn có thể thử đổi tăng, đổi support và đảo vị trí cho Diamond. Nói chung là theo nguyên tắc là bạn cứ chỉnh sao cho Diamond có thể chơi là bạn có thể qua map được. Rồi video về nhà của Diamond, cả nhà của Diamond đến đây là kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau và xin chào tạm biệt. Và các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.